Chào mừng các em đến với tiết học online ngày hôm nay. Cô là Hồ Thị Thanh, giáo viên tin học trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu tiết 27, bài tập kiểu mạng nằm trong chương trình tin học lớp 11. Cô có bài tập như sau. Bài 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương n, n nhỏ hơn bằng 100 và dải A gồm n số nguyên a1, a2, chấm chấm an có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn bằng 1.000, cho biết dải A có phải là cấp số cộng hay không. Thì khi đi viết chương trình để giải quyết bất kỳ một bài toán nào, việc trước tiên chúng ta phải xác định input và output của bài toán. Với bài toán vừa nêu, input của bài toán chính là dải A gồm n số nguyên, n nhỏ hơn bằng 100 và mỗi số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 1.000. Và output của bài toán là thông báo dải A là cấp số cộng hay không phải là cấp số cộng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý tưởng để kiểm tra một dải có phải là cấp số cộng hay không. Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng một cái biển D gắn bằng A2 trừ A1 và xem như là công sai của dải. Sau đó, chúng ta kiểm tra xem AI trừ 1 có bằng D hay không, với Y đi từ 2 cho đến N, tức là lấy số đằng sau trừ số đằng trước xem nó có bằng D hay không. Nếu tất cả các Y đi từ 2 cho đến N mà AI trừ 1 đều bằng D, điều đó chứng tỏ dải A là cấp số cộng. Còn trong trường hợp chỉ cần có một cái Y nào đó nằm trong phạm vi này mà làm cho AI trừ 1 khác D, thì lúc này chúng ta sẽ thoát ngay và kết luận là dải A không phải là cấp số cộng. Bây giờ chúng ta sẽ đi viết chương trình để giải bài toán vừa nêu. Thì khi đi viết chương trình thì chúng ta sẽ qua nhiều bước. Trong đó cái mà cô nghĩ rất là quan trọng là chúng ta sẽ khai báo biến, tức là chúng ta sẽ khai các biến để chứa input, output của bài toán và các cái biến để chứa các cái giá trị phát sinh trong quá trình lập trình. Sau khi khai báo biến thì chúng ta sẽ tiến hành nhập input của bài toán, đúng không? Đó. Sau khi nhập input bài toán rồi thì dựa vào bộ input đó chúng ta sẽ đi xử lý. Và sau khi xử lý xong thì tất nhiên chúng ta sẽ xuất output ra màn hình. Và đây là chương trình cô đã viết. Cô đã viết để giải quyết bài toán trên. Như vậy là chúng ta khai báo các cái biến như sau. Một biến mạng A có chỉ số đầu là 1 và chỉ số cuối là 100, và mỗi phân tử của mạng là một số nguyên. Như vậy mạng này sẽ chứa tối đa 100 phân tử. Khai báo biến N để chứa số phân tử thực sự của dải. Khai báo biến Y để làm biến đếm của vòng lặp. Và khai báo biến D để tính công sai, để chứa giá trị là công sai. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành nhập input. Và đầu tiên là chúng ta sẽ nhập số phân tử của dải bằng câu lệnh readliner. Trước đó em có thể sử dụng thêm câu lệnh thông báo là write nhập n. Sau khi nhập n rồi thì chúng ta sẽ tiến hành nhập n phân tử của mạng A bằng câu lệnh for. Và để nhập n phân tử của mạng A, ở đây cô sử dụng câu lệnh gán AI hai chấm bằng random của 1001 trừ random của 1001. Như vậy random của 1001 là gì? Random của 1001 thì nó đây là cái hàm, nó sẽ trả về một cái giá trị ngẫu nhiên nằm trong phạm vi từ 0 cho đến 1000. Đó, như vậy tương tự sau này cũng như thế, thì khi chúng ta lấy random của 1001 trừ random của 1001 thì cái AI này nó sẽ thỏa mãn được cái điều kiện là có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 1000. Và có một chú ý cô muốn nói với các em nữa là nếu như chúng ta sử dụng hàng random thì trước đó chúng ta nên gọi thủ tục randomize, thủ tục sinh số ngẫu nhiên, để cho cái việc sử dụng hàng random này nó thuận tiện. Và sau khi mà nhập n phân tử của mạng A rồi thì chúng ta nên xuất n giá trị của n phân tử này ra màn hình. Và sau khi xuất ra rồi thì chúng ta sẽ đi vào xử lý. Chúng ta sẽ gán D bằng A2 trừ A1 và dùng một biến Y gán bằng 3 bắt đầu từ A3. Chúng ta đi so sánh xem A3 trừ A2 có bằng D hay không. Vâng, bằng D. Và
cái 3 này vẫn nhỏ hơn bằng n thì chúng ta sẽ là tăng y lên 1, rồi sau đó chúng ta quay trở lại kiểm tra. Và cứ làm như vậy cho đến khi nào, cho đến khi như hồi nãy chúng ta nói là cho đến khi một cái giá trị y nào đó làm cho ai mà trừ cho ai trừ 1 mà khác đi thì chúng ta thoát. Hoặc là trong trường hợp tất cả các cái y mà đi từ 3 đến n mà đều làm cho ai trừ ai trừ 1 bằng d thì lúc đó chúng ta sẽ tăng y lên 1 nữa thì y lúc này nó sẽ vượt quá n, tức là chúng ta đã xét hết chạy thì điều câu lần ngoài này nó sẽ thoát do cái điều này. Đó, như vậy sau khi thoát khỏi câu lần ngoài thì chúng ta không biết nó thoát do cái điều này vi phạm hay do cái điều này vi phạm, thì do đó chúng ta phải kiểm tra xem nó thoát do cái nào bằng cách sử dụng câu lần if. Chúng ta kiểm tra nếu y mà lớn hơn n, nếu điều này đúng tức là nó thoát do cái điều này. Đó, nó thoát do cái điều này. Do điều này thì chứng tỏ là giải A là cấp số cộng. Còn trong trường hợp mà nó thoát do một cái ý nào đó để làm điều này vi phạm thì tất nhiên chúng ta sẽ kết luận là giải A không là cấp số cộng. Đây là chương trình cô đã viết. Bây giờ cô sẽ chạy chương trình này để chúng ta cùng kiểm tra. Cô sẽ chạy từng bước một. Cô muốn nhìn thấy giá trị của biến D, giá trị của biến Y. Bây giờ cô chạy nhé, chạy từng bước này. Nhập N, ví dụ cô nhập N bằng 10. Như vậy nó sẽ random ra 10 phân tử của mảng A như thế này. Đó, và nó tính ra D là bằng 443, Y bằng 3. Nó sẽ làm câu lần ngoài là kiểm tra xem A3 trừ A2 có bằng D hay không. A3 trừ A2 không bằng D, như vậy điều kiện này sai. Nó sẽ thoát khỏi câu lần ngoài. Qua đây nó sẽ làm câu lần if, kiểm tra xem Y nó có lớn hơn N hay không. Y bằng 3, N là bằng 10, 3 lớn hơn 10 là sai. Như vậy nó sẽ thực hiện câu lần 6 sau L. Đó là thông báo giải A không phải là cấp số cộng. Đây, giải A đây. Giải này không phải là cấp số cộng, phải không? Tuy nhiên, việc nhập N phân tử của mảng A bằng cách sử dụng hàm random thì cô nghĩ rất là khó để tạo ra một cái mảng là một cái cấp số cộng. Do đó, để test thử, thay vì nhập các phân tử của mảng A bằng cách dùng hàm random thì cô sẽ cố ý nhập các phân tử này từ bàn phím bằng lần read line. Read line AI, phải không? Sau đó cô sẽ chạy nhé. Ví dụ cô nhập số phân tử của dãy là 6. Nhập 6 phân tử của dãy 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đó, dãy vừa nhập đây. Đây nó tính ra D bằng 2, Y bằng 3. Lấy A3 trừ A2. Đó, như vậy nó tăng như vậy cho đến ngang y bằng 7. Đó, sau đó thử y bằng 7 là 7 là lớn hơn 6, như vậy nó sẽ thoát khỏi vòng lập for lập while và nó sẽ kiểm tra xem 7 có lớn hơn n hay không. 7 lớn hơn n, đúng không? Như vậy nó sẽ thực hiện câu lần 6 gen. Đó. Và nó sẽ thông báo giải A là cấp số cộng. Đó. Đó, như vậy đó là chương trình để giải bài toán trên. Cô có bài tập thứ hai như sau. Việc chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương n, n nhỏ hơn bằng 100 và giải A gồm n số nguyên A1, A2, chấm chấm AN. Hãy cho biết những thông tin sau. A, số lượng số chẵn và số lẻ có trong dãy. B, số lượng các số là số nguyên tố ở trong dãy. Như vậy, trước khi đi viết chương trình thì chúng ta xác định input, output của bài toán. Với bài toán vừa nêu, input của bài toán là giải A gồm N số nguyên. Và output là, thứ nhất
là số lượng các số chẵn và số lẻ ở trong trong dãy. Thứ hai là số lượng các số là số nguyên tố ở trong dãy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý tưởng để xác để giải cái bài toán trên. Như vậy với mỗi AI chúng ta sẽ làm gì nào? Thứ nhất, chúng ta sẽ kiểm tra xem AI có chia hết cho 2 không. Nếu AI chia hết cho 2, tức AI là số chẵn, thì chúng ta sẽ tăng cái biến số chẵn lên 1. Và ở đây cô không cần phải đi đếm các số lẻ, mà sau khi đếm các số chẵn của dãy rồi thì chúng ta sẽ lấy số phân tử của dãy trừ đi số các số chẵn thì sẽ ra số các số lẻ. Như vậy việc tiếp theo là chúng ta sẽ đi kiểm tra xem AI này có phải là số nguyên tố hay không. Như vậy số như thế nào là số nguyên tố? Thứ nhất, số là số nguyên tố khi nó là lớn hơn 1. Còn những số nhỏ hơn 1, nhỏ hơn hoặc 1 thì nó sẽ không có tính chất là nguyên tố, do đó chúng ta không cần kiểm tra. Như vậy với những số lớn hơn 1, chúng ta sẽ đi kiểm tra xem số đó nó sẽ không chia hết cho U. Với những U nằm ở chứ phạm vi nào? Với những U lá là từ 2 cho đến phần nguyên căn bậc 2 của nó thì chứng tỏ số AI này là số nguyên tố. Đó, như vậy với những cái AI nào mà không thể cho các U đi từ 2 đến phần nguyên căn bậc 2 của nó thì chúng ta sẽ tăng cái biến số nguyên tố này lên 1. Như vậy đó chính là ý tưởng để giải quyết bài toán trên. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng đi viết chương trình để giải quyết bài toán. Như vậy thứ nhất là chúng ta sẽ khai bỏ biến, phải không? Để chữa input, output và các cái biến mà các cái biến phát sinh, chữa những giá trị phát sinh trong quá trình lập trình. Sau khi khai bỏ biến thì chúng ta sẽ nhập input của bài toán, đúng không? Sau khi nhập input thì chúng ta sẽ đi xử lý. Sau khi xử lý xong thì chúng ta sẽ xuất cái output ra màn hình. Và đây là cái chương trình cô đã viết để giải cái bài toán trên. Như vậy đầu tiên chúng ta khai bỏ biến. Trước đó cô có khai bỏ thư viện CRT vì cô có dùng thủ tục lau màn hình. Sau đó cô khai bỏ biến thì cô sẽ khai bỏ biến mạng A để chữa input của bài toán. Cô khai bỏ biến N để chữa số phân tử của mạng. Rồi các cái biến Y, biến U, biến số chẵn, biến số nguyên tố. Đây là những cái biến mà phát sinh trong khi chúng ta lập trình. Sau khi khai bỏ biến xong thì chúng ta đi vào phần thân và chúng ta sẽ nhập input. Như vậy trước tiên chúng ta sẽ nhập N bằng câu lệnh read line. Sau đó chúng ta sẽ nhập N phân tử của mạng A bằng câu lệnh for. Và ở đây cô sẽ nhập các cái phân tử của mạng A từ bằng phím bằng câu lệnh read line. Sau khi nhập các phân tử của mạng xong thì chúng ta xuất các cái phân tử này ra màn hình. Và tiếp theo chúng ta đi xử lý. Đầu tiên mình sẽ gắn biến số chẵn bằng 0, số lẻ cũng bằng số nguyên tố bằng 0. Chúng ta sẽ duyệt từ phân tử thứ nhất cho đến phân tử cuối cùng của dãy bằng câu lệnh for. Ứng với mỗi ký ý chúng ta đi kiểm tra xem AI có phải là số chẵn hay không. Nếu AI chia hết cho 2, tức AI là số chẵn thì chúng ta sẽ tăng biến số chẵn lên 1. Sau đó, với một cái AI đó, chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có lớn hơn 1 hay không. Nếu nó lớn hơn 1 thì chúng ta mới đi kiểm tra xem nó có tính nguyên tố không. Còn những số nhỏ hơn bằng 1 thì không cần. Với những cái AI lớn hơn 1 thì chúng ta sẽ kiểm tra xem AI nó có không chia hết cho các số từ 2 cho đến phần nguyên căn bậc 2 của nó hay không. Đó, và bắt đầu gắn U bằng 2. Đó, chúng ta sẽ kiểm tra xem AI có chia hết không chia hết cho các U đi từ 2 cho đến phần nguyên căn bậc 2 của nó. Nếu như cái điều này thỏa mãn, tức là chúng ta cái điều này luôn đúng thì chúng ta cứ tăng U như vậy, đến một lúc nào đó U nó sẽ vượt quá phần nguyên căn bậc 2 của AI thì chứng tỏ AI là số nguyên tố, thì chúng ta sẽ tăng cái biến số nguyên tố lên 1. Còn trong trường hợp chỉ có một cái U nào đó nằm trong phạm vi này mà AI chia hết cho U thì chúng ta sẽ thoát khỏi vòng lặp hoài. Đó, và chúng ta sẽ quay lại như vậy cho đến khi hết tất cả các phân tử của dãy thì chúng ta sẽ có được cái output. Và khi đã có output rồi thì chúng ta sẽ xuất cái output này ra mắt màn hình. Thứ nhất là chúng ta sẽ xuất số lượng các số chẵn ở trong dãy và giá trị nó nằm trong biến số chẵn. Rồi xuất số lượng các số lẻ trong dãy thì giá trị của nó chính là số phân tử của dãy trừ đi số các số chẵn. Và cuối cùng chúng ta xuất số lượng các số nguyên tố ở trong dãy và nó nằm ở trong biến số nguyên tố. Đó. Đây là chương trình cô đã viết. Bây giờ cô sẽ chạy chương trình này để chúng ta cùng theo dõi. Cô sẽ chạy từng bước một.
Nhập n, ví dụ cô nhập n bằng 6. Nhập 6 phân tử của mãng. Trừ 2, 7, 12, 11, trừ 5, 8. Bây giờ cô sẽ mở cửa sổ Word lên để mấy bạn thấy nè. Đó, như vậy là phần tử này. Bây giờ là bắt đầu chạy tiếp này. Y bằng 1 thì A1 là bằng trừ 2. Nó sẽ kiểm tra xem trừ 2 có phải là số chẵn hay không, không? À, trừ 2 là chia hết cho 2. Như vậy là biến số chẵn sẽ được tăng lên 1. Sau đó nó đi xuống kiểm tra xem trừ 2 có lớn hơn 1 không? Trừ 2 không lớn hơn 1, như vậy vòng lặp cái điều kiện sau gen này nó bỏ qua. Nó quay trở lại Y bằng 2, A2 là bằng 7. 7 không chia hết cho 2, như vậy là nó sẽ bỏ qua câu lệnh if này. Và biến số chẵn bây giờ vẫn cứ bằng 1. À, 7 lớn hơn 1, như vậy nó sẽ tính làm câu lệnh sau gen. Nó sẽ gán U bằng 2, phải không? Sau đó nó sẽ kiểm tra xem 7 nó có chia hết cho 2 hay không. Đây, 7 là không chia hết cho 2, phải không? Do đó nó sẽ và 7 2 là vẫn còn nhỏ hơn hoặc bằng phần nguyên căn bậc 2 của 7, là nhỏ hơn hoặc bằng 2, như vậy U sẽ được tăng lên 1. U bằng 3, thấy chưa? Sau đó quay trở lại kiểm tra xem 7 có chia hết cho 3 hay không. 7 cũng không chia hết cho 3. Nhưng mà chi? À, U là bằng 3, 3 nhỏ hơn hoặc bằng phần nguyên căn bậc 2 của 7, là cái điều này sai phải không? Như vậy nó sẽ thoát khỏi câu lệnh lặp while. Đó, và lúc này nó sẽ qua làm câu lệnh if. Lúc này U là bằng 3, phải không? 3 là có lớn hơn phần nguyên căn bậc 2 của 7 không? Phần nguyên căn bậc 2 của 7 là 2. Như vậy 3 lớn hơn 2 thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ tăng số nguyên tố lên 1. Bây giờ cô thực hiện. Đó, như vậy số nguyên tố là bây giờ tăng lên 1 bằng 1. Quay lại Y bằng 3 và nó sẽ kiểm tra A3. Đó, cứ như vậy. Đó, A3 là số chẵn, như vậy biến số chẵn tăng lên. Đó. Đó. Hồi nãy không có là số nguyên tố, nhưng về thoát khỏi vòng lặp này là số nguyên tố vẫn còn bằng 1. Đó, cứ như vậy nó sẽ tăng lên Y bằng 4. A4 bằng 11, phải không? 11 là số nguyên tố, phải không? Bây giờ cô chạy vòng lặp này, sau vòng lặp ngoài này xem biến số nguyên tố nó có tăng lên không. Đó. Đó. Đó, 11 là số nguyên tố, như vậy thoát khỏi vòng lặp ngoài này là số nguyên tố bằng 2. Và cứ như vậy nó sẽ chạy. Đó, ngang Y bằng 6 là 8, 8 là số chẵn, nên nó biến số chẵn tăng lên 3. 8 không phải là số nguyên tố, phải không? Là thoát khỏi ngoài. Đó, và nó chạy xong. Thì bây giờ nó in ra output số lượng các số chẵn là 3, phải không? Như vậy là 2, 12 và 8, đúng rồi. Số lượng các số lẻ là 3, tức là bằng 6 trừ cho 3. Đó, là bằng 3. Số lượng các số nguyên tố là 2, tức là số 7 và số 11. Đó. Như vậy đó chính là chương trình để giải bài toán trên. Bây giờ cô có bài số 3 như sau. Giải A gọi là giải Fibonacci nếu F0 bằng 0, F1 bằng 1, Fn bằng Fn-1 cộng Fn-2 với n lớn hơn hoặc bằng 2. Yêu cầu là viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương n và đưa ra màn hình số hàng thứ n của giải Fibonacci, tức là giải có tính chất như thế này. Và cho biết chương trình của bạn thực hiện với giá trị n lớn nhất là bao nhiêu. Thì đây là bài tập. Tuy nhiên cái bài tập này là cô xem như là bài tập về nhà. Mấy bạn về nhà tìm hiểu và viết chương trình để giải quyết bài toán này giúp cô. Tiếp sau chúng ta sẽ cùng thảo luận và sửa bài tập này ở trong cái phần trao đổi thảo luận ở trên Zoom. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các em có những cái tiết học online thú vị và hiệu quả. Xin chào các em.